Xin chào mọi người và đặc biệt là các em trai, em gái tuổi nhâm thân. Một trong những cái tuổi mà có thể nói là nam mạng gặp khá nhiều thuận lợi từ cái trong cái giai đoạn gọi là tiền bệnh của con người. Vì sao? Người ta gọi là trai nhâm gái quý. Nhâm, nếu mà nam con trai mà nắm chữ nhâm á, thì vốn dĩ là những người gặp nhiều may mắn, hanh thông ở trong cuộc sống, có thể là có cái xuất thân thuộc dạng tốt đẹp, cho nên là ấy, ngược lại thì người nữ mà nắm chữ nhâm á, thì nóng nảy và mà gọi là thăng trầm hơn, cực thân hơn. Tốt cho, ngược lại cái thiên can chữ nhâm tốt cho nam bao nhiêu thì là xấu cho nữ bấy nhiêu. Tuy nhiên là như đã nói là địa chi là thân thì là một trong những cái con mà có thể nói là thông minh nhất trong 12 con giáp, cho nên là cũng có cái phần lợi lộc, lợi dụng cái sự thông minh của mình mà cái công việc nó sẽ đỡ phần vất vả. Thì vận vào cái năm gọi là Kỷ Hợi 2019 này, đối với người tuổi nhâm thân á, thì cả nam và nữ mạng đều có sao chủ không tốt đẹp. Đó là nam mạng có sao La Hầu, nữ mạng thì có sao Kê Đô. Mệnh là Kiến Phong Kim là đã khắc năm, mà nam sao La Hầu và Kê Đô là hai cái ngôi sao đó, là đối với nam là sao La Hầu là xấu nhất, đối với nữ là sao Kê Đô là xấu nhất. Cho nên là từ đầu năm tới giờ có sẽ nhiều điều rối rắm. Và đặc biệt nhất của trong năm nay đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 chính là tháng nhâm thân luôn, tức là tháng tuổi của mình, tháng sẽ có báo hiệu nhiều điều không tích cực lắm trong cuộc sống, đặc biệt là về phần gia đạo và những cái mối quan hệ trong xã hội dễ gây thị phi tai tiếng, đặc biệt là với Kê Đô. Sao Kê Đô là một cái sao đem lại tai tiếng và ốm đau, sao La Hầu thì đem lại rối rắm cũng và ốm đau, cho nên là người nhâm thân ở trong cái năm này, những năm trước thì có tốt đẹp đó, nhưng mà năm này thì năm ngoái tới năm nay, giữa năm ngoái tới năm nay thì rõ ràng là không có nhiều cái tín hiệu vui vẻ tốt đẹp. Thì do là nhâm thân đó là mình đã có nói sơ về cái tử vi của năm, thì là vận niên là Cẩu Cùng Phong, thiên can nhâm kỷ là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tiên nguyên nhâm là thủy, kỷ là thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương khắc. Địa chi thân hợi là dần thân tỵ hợi, thân hợi nằm trong tứ hành xung, cho nên năm nay với cái sao chủ không tốt đẹp cộng với cái địa chi là nằm trong tứ hành xung thì rõ ràng từ đầu năm tới bây giờ người nhâm thân có một cái gì đó không được thoải mái lắm trong cuộc sống, không được tốt đẹp lắm trong các mối quan hệ xã hội, và gặp cái vận niên Cẩu Cùng Phong nữa, gặp cái năm chó điên nữa, thì coi chừng là sẽ có nhiều điều không tốt đẹp ha. Thì anh không nhớ là mình có làm cái nhâm thân 6 tháng đầu năm hay chưa, cái vận hạn chưa. Thôi thì không nhớ thì làm luôn từ tháng 6. Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 6 âm lịch, đó là ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch. Mà tháng 6 âm lịch đó, là tháng Tân Mùi. Như vậy xét về trụ mạng là Tân Mùi là thổ. Nhâm thân là kim, thổ sinh kim là bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe, mà không những cho sức khỏe đâu, nó còn tốt cho các phúc tinh và tài tinh. Khi mệnh được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó sáng hơn, và sáng hơn thì nó sẽ đem đến nhiều cái lợi lộc hơn, và nó sẽ hóa giải bớt cái phá và bại tinh, đặc biệt là hai cái sao chủ La Hầu và Kê Đô cho nam và nữ mạng. Rồi tiếp đến đó là nhâm tân là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Nhưng mà như đã nói ha, nhâm là thủy, tân là kim, là kim sinh thủy, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can tháng được tương sinh, có thể sinh tài lộc nhưng không có lớn lao. Thân mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc, cho nên là công việc về gia đạo, về các mối quan hệ cũng không có việc gì quá ngon phải suy nghĩ. Như vậy tháng đối với người mà nhâm thân, tháng 6 âm lịch là một tháng trung bình khá, với mạng được tương sinh, nạp âm ngũ hành của thiên can cũng được tương sinh,
cho nên là dễ sinh tài lộc ngon lành. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 7 âm lịch thì như đã nói là tháng Nhâm Thân. À, tháng Nhâm Thân là tháng tuổi của mình luôn. À, gặp đó là người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn. À, đó là cái tháng xá tội vong nhân, âm thịnh dương suy. À, cho nên với cái sao La Hầu và cái đô và cộng với là tháng tuổi 60 tháng nó sẽ gặp lại một lần thì nên cẩn thận nhiều điều cả về bổn mạng lẫn sức khỏe của mình, chứ đừng nói riêng về việc làm ăn là không có tốt đẹp. Cho nên nếu là người nhâm thân thì anh sẽ tránh tháng 7 này, giống như vừa tháng 5 vừa rồi đó. Anh đi chơi đi đồ thì không, chứ còn anh không thấy anh làm gì nhiều mà khách sạn bị mất tivi rồi á hả, xe thì hả lên cầu nó muốn tuột xuống ha, ông tài xế ông tuổi ngọ ngọ ông hút người ta một cái tưởng đâu là ông cán lên đầu người ta rồi là xong luôn rồi. Cho nên là có thể gây có đủ thứ chuyện hết rắc rối, cho nên là các em thì anh cực kỳ cẩn thận tháng này, tháng Nhâm Thân, tháng 7 âm lịch của cái năm Kỷ Hợi 2019. Tiếp đến là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Quý Dậu. Mà tháng Quý Dậu thì thuộc kim, như vậy mà đồng hàng kim, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh vì thế cũng được ok. Thiên can nhâm quý thì không xung công hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nạp âm của nhâm và quý đều là thủy, cho nên công việc tốt đẹp, dễ có tài lộc. Địa chi dậu thân tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, tốt đẹp. À, tuy là có sao chủ của năm không tốt, nhưng mà tháng với tháng 8 thì thấy là cũng có nhiều tinh thần ngon lành ha. Tháng 7 vừa sập hố thì tháng 8 mình phải bò lên chút xíu, nhưng mà nên nhớ là cái gì nó cũng có cái hậu quả của nó. Tháng 8 mình gặp nhiều rắc rối thì tháng 7 mình nhiều rắc rối thì nó cũng phải nối vào tháng 8 một chút. Nó chắc chắn là nó sẽ không hoàn hảo, nó không phải là một cái tháng may mắn tuyệt đối. Tại vì những cái khó chịu của tháng 7 nó cũng sẽ là dư âm ha. Cho nên là cẩn thận. Rồi, tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. À, tháng 9 âm lịch là tháng Giáp Tuất, mà tháng Giáp Tuất là hỏa. Như vậy mà hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng sức khỏe không tốt, cần cẩn trọng. À, mà khi mà tháng khắc bổn mạng thì phúc tinh và tài tinh, đặc biệt là tài tinh sẽ bị khống chế, không có phát huy tác dụng, chắc chắn là tháng này tiền tài sẽ có vấn đề. Thiên can nhâm giáp là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự vũ, nhâm thuộc thủy, giáp thuộc mộc, cho nên sinh xuất thủy sinh mộc lại là báo hiệu cho cái thiên can công việc dễ hao tài, nhưng không quá lớn. Rồi địa chi tuất thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy là gia đạo tốt đẹp. Tuy nhiên với mệnh tương khắc là cẩn thận sức khỏe, bổn mạng cả La Hầu và cái đô nam nữ mạng đều có là rối. La Hầu là rối rắm ốm đau, cái đô là tai tiếng bệnh đau, cho nên là cái nào cũng có bệnh. Gặp mà tháng mà tương khắc như thế này thì phải cực kỳ cẩn thận nha. Rồi, như vậy thì tháng 9 để ý hao tài và sức khỏe, còn gia đạo vẫn không có vấn đề. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 10 là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy mệnh cũng giống như là tháng 9, hỏa khắc kim, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng không tốt, sức khỏe đặc biệt cần cẩn trọng với hai cái tháng hỏa liên tiếp. Tháng hỏa thứ hai mình sẽ bổn mạng mình sẽ yếu hơn nữa, cho nên là coi chừng về phần sức khỏe và cẩn thận tai nạn phạm thân. Thiên can nhâm ất là không xung không hợp là về mặt trạng thái của tử vi. Tuy nhiên là nhâm thuộc thủy, giáp ất thuộc mộc, tiếp tục là sinh xuất về nạp âm ngũ hành, cho nên có thể là gây ra hao tài nhưng không quá lớn, có thể là mình vẫn khống chế được hoặc là tiền mình bỏ ra đầu tư. Hợi thân, dần thân tỵ hợi, hợi thân. Hợi thân là thuộc nhóm tương hại, ý nghĩa của tương hại là sự cản trở nhau trong cuộc sống, cho nên gia đạo chắc chắn sẽ khó yên, có chuyện gây buồn phiền, các mối quan hệ ở ngoài xã hội trong làm ăn của mình nó cũng đem đến cho mình những cái điều không có được như ý, trái ngoái, cho nên là nhớ cẩn thận ha. Rồi,
tháng 9, tháng 10 đều có những cái rắc rối riêng của nó, đặc biệt là về phần sức khỏe và công việc. Riêng tháng 10 thì tệ hơn một chút vì gia đạo cũng có chút vấn đề nhưng không quá lớn ha. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 11 là tháng Bính Tý. Khi tháng Bính Tý thì thuộc thủy, như vậy mệnh là kim sinh thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu cần cẩn trọng. Với cái bổn mạng bị sinh xuất thì các phúc tinh sẽ bị yếu đi và phá và bại tinh. Trong đó có cái sao tham lan của cái đô đó, cái đô thì đi thì hay có tham lan đi theo, thì nó sẽ hoành hành và dễ ra gây ra nhiều điều không tốt đẹp trong cái gọi là tai tiếng thị phi. Thiên can nhâm bính là chữ nhâm khắc chữ bính, thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp nhiều khó khăn, nhưng mà dù sao đi nữa là chữ chữ nhâm nó khắc chữ bính chứ không phải là tháng nó khắc mình, cho nên là cũng còn đỡ đần, tức là gặp khó khăn nhưng mà mình vẫn là người chủ động được, có thể giải quyết được chứ không phải lâm vào bế tắc ha. Cho nên là nhớ cẩn thận về công việc ở trong tháng này. Với mà khi mà bị sinh xuất nữa thì phúc tinh và tài tinh yếu đi mà gặp cái này nữa thì nhớ cẩn thận chứ để không rầy rà rối rắm lắm. Rồi địa chi Tý Thân thì thuộc nhóm tam hợp, thân Tý Thìn là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy thì hy vọng với cái tam hợp thân Tý Thìn này nó tốt cho các mối quan hệ, tốt cho công việc. Mối quan hệ công việc thì khi mà mình lỡ mình thiên can trên, mình có gặp sự khó khăn trong công việc, mình cũng có quý nhân, cũng có mối quan hệ để mà giải quyết cái hậu quả. Hãy nhớ rằng các em năm nay có sao chủ không được tốt đẹp, cho nên vận hạn của năm vì thế cũng bị bao trùm bởi cái sự không tốt đẹp của nó. Những tháng này là những tháng chồi sụp một chút xíu thôi, chứ hãy nhớ rằng mình vẫn là đang ở trong cái giai đoạn là một năm không tốt đẹp nha. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, đơn giản thôi, đó là tháng Chạp. Mà tháng Chạp là tháng Đinh Sửu, tháng 12 âm lịch, mà tháng Đinh Sửu thuộc thủy, như vậy mệnh cũng sẽ giống tháng 11 là kim sinh thủy, bổn mạng bị sinh xuất, sức khỏe yếu cẩn trọng bổn mạng, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng yếu ha. Thiên can thì tốt đẹp hoàn toàn so với thiên can của tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Vì sao? Vì chữ đinh hợp chữ nhâm, đây là thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tốt đẹp, rất dễ sinh tài lộc và mọi thứ ở trong năm nay. Có thể là nếu như đúng thì những người nhâm thân là những người thích mua bán, thích kinh doanh, thích tự làm chủ bản thân hơn là đi làm cho người khác. Thì đây là cái thời gian gọi như cuối năm mà mình phải gom lại, mình tổng kết lại cái năm nay mình thành công thất bại nhiều, nhưng mà nhưng đây là cái giai đoạn dễ sinh tiền tài, có tài ở trong người ha. Địa chi Sửu Thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì gia đạo vẫn là tốt đẹp, hỏi sao tốt đẹp chứ. Ngày Tết nè, năm hết Tết đến mình phải có sự tốt đẹp trong gia đạo để mà mình tận hưởng cái Tết một cái gọi là sum vầy trong gia đình. Như vậy thì qua tổng hợp 6 tháng cuối năm, 7 tháng cuối năm còn lại, 7 tháng còn lại của cái năm Kỷ Hợi 2019 thì về phần gia đạo, phần địa chi không có nhiều sự khung khắc quá, chỉ có duy nhất là tháng 10 thôi. Thì rõ ràng là phần gia đạo tình cảm của cái người nhâm thân, nam hay cả nữ mạng đều có phần tốt đẹp. Tuy nhiên là về phần sức khỏe và công việc thì có tháng này tháng kia, có tháng không tốt, có tháng tốt. Đặc biệt là hai cái tháng mà tháng 9, tháng 10 vì bổn mạng bị tháng tương khắc, cần phải đề phòng nhiều điều đối với các em nhâm thân. Vì là sao La Hầu hay là sao Kế Đô cho nam với nữ bạn đều có cái yếu tố về bệnh nạn, bệnh và tai nạn, cho nên là cần cẩn thận nha. Rồi như vậy là mình đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng 7 tháng cuối năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi nhâm thân. Hy vọng rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích để mà các em có thể ứng dụng vào cuộc sống để có những cái thành công nhất định ở trong cái những tháng còn lại này.
Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi nhâm thân khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể của người thân hay là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.